Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc ví cầm tay theo kiểu ráp hoa với dây khóa kéo và vải lót ở bên trong. Để thực hiện chiếc ví này thì các bạn cần sử dụng 4 màu len. Ở đây mình sử dụng màu vàng để làm nhụy hoa và lần lượt 3 màu để làm hoa, đó là màu trắng, màu hồng nhạt và màu hồng đậm. Chiếc ví này mình sẽ móc 5 hàng hoa ở bên trên và 1 hàng hoa ở dưới đáy. Phần hoa dưới đáy này sẽ móc tổng cộng 9 bông hoa. Mình sử dụng sợi cô tông Việt Nam loại 1mm, kim móc. Các bạn có thể sử dụng kim móc 1,5-1,75mm. Vải lót, dây khóa kéo, kim may và kéo để cắt. Những bông hoa này mình sẽ móc và tạo thành hình lục giác. Sau đó bông hoa phía sau sẽ móc ráp vào bông hoa phía trước. Những bông hoa này sẽ ráp với nhau bởi những góc nhọn của hình lục giác. Chúng ta sẽ móc một dây gồm 9 bông hoa ráp lại với nhau ở bên dưới đáy. Và chúng ta sẽ gấp đôi hàng đáy này lại. Đầu tiên, các bạn dùng màu vàng để làm phần nhụy hoa. Chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Vòng tròn ma thuật này mình sẽ quấn 2 vòng để cho phần nhụy hoa này nó sẽ được thắt chặt hơn. Các bạn móc vào bên trong vòng tròn này 11 mũi đơn. Sau đó sẽ rút sợi len này lại và lần lượt kéo các sợi này để cho vòng tròn khít lại. Chúng ta sẽ kết bằng một mũi trượt vào trong mũi đầu tiên. Móc lên một mũi bính để kết thúc. Như vậy là xong phần nhụy hoa. Đến phần hoa bên ngoài thì chúng ta sẽ nối len. Các bạn sẽ vuốt cho những sợi len thừa này chung với nhau và giữ lại ở phần đầu. Mục đích là chúng ta sẽ móc và giấu những sợi len này. Đâm kim vào một mũi ở phần nhụy hoa. Móc sợi len lên. Sau đó móc lên 2 mũi bính. Lấy len và đâm kim vào cùng chân với
lại mũi mà chúng ta vừa nối lên, lấy lên thành 3 sợi trên kim. Tiếp tục lấy lên và đâm kim vào cùng chân. Lặp lại như vậy cho tới khi chúng ta đâm kim đủ 4 lần vào trong chân mũi thì các bạn sẽ lấy lên và kéo qua toàn bộ các sợi trên kim. Móc một mũi bính. Như vậy là chúng ta đã xong cánh hoa đầu tiên. Tiếp tục lấy lên và đâm kim vào mũi tiếp theo. Lặp lại 4 lần. Nếu như các bạn muốn cho phần cánh hoa mà nó nổi hơn thì các bạn có thể móc thêm 5 hoặc 6 lần tùy ý. Lấy lên qua toàn bộ các sợi trên kim, móc một mũi bính là xong một cánh hoa. Để tạo thành hình lục giác thì chúng ta sẽ phải móc thêm một mũi bính ở phần đỉnh này. Thì sau khi móc xong hai cánh hoa, chúng ta sẽ móc thêm một mũi bính và tiếp tục móc cánh hoa tiếp theo. Trong khi móc thì nhớ giấu luôn những cái sợi này vào trong lúc móc luôn. Lấy len và đâm kim vào chân mũi 4 lần. Sau đó móc kéo qua toàn bộ các sợi trên kim. Móc lên một mũi bính. Móc xong hai mũi, hai cánh hoa thì các bạn phải móc thêm một mũi bính để tạo góc nhọn. Các bạn lặp lại như vậy cho tới hết. Sau khi chúng ta móc xong đủ 12 cánh hoa thì chúng ta sẽ nối lại bằng mũi trượt vào phần cánh đầu tiên. Các bạn sẽ đâm kim vào phần cánh đầu tiên và móc một mũi trượt. Sau đó kết thúc. Như vậy là chúng ta đã móc xong một bông hoa tạo thành hình lục giác. Những bông hoa tiếp theo chúng ta cũng móc tương tự. Nhưng trong khi chúng ta móc thì chúng ta sẽ ráp, vừa móc vừa ráp hoa vào bên trong. Phần sợi thừa này sau khi các bạn móc xong thì các bạn sẽ giấu vào
phía sau này. Các bạn có thể móc xong bông hoa nào thì giấu luôn bông hoa đó. Hoặc là sau khi các bạn móc ráp xong toàn bộ thì chúng ta giấu lên một lần. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ráp bông hoa phía sau và bông hoa phía trước. Bông hoa tiếp theo mình cũng móc tương tự như bông hoa trước. Nhưng mà sau khi các bạn móc xong hai cánh, trước khi các bạn móc thêm một mũi bính để tạo góc nhọn, thì chúng ta sẽ lấy kim ra và các bạn sẽ đâm kim vào phần góc nhọn của bông hoa các bạn mới móc xong. Góc nhọn này là được tạo bằng một mũi bính đó các bạn. Chúng ta sẽ đâm kim vào góc nhọn này và lấy sợi đang móc qua góc nhọn này. Sau đó mới móc một mũi bính và tiếp tục móc hai cánh hoa. Trước khi móc một mũi bính tạo góc nhọn thì chúng ta lại xỏ kim qua lỗ nhọn của bông hoa phía trước và lấy sợi len qua như thế này, mới móc lên một mũi bính. Như vậy là chúng ta đã ráp hai góc nhọn của hai bông hoa vào với nhau, tương ứng với một cạnh của hoa. Tiếp tục móc cho tới hết bông hoa này. Hàng đầu tiên thì chúng ta chỉ ráp một cạnh thôi. Chúng ta sẽ móc ráp như vậy cho tới khi chúng ta được một dải gồm 9 bông hoa. Chín bông hoa này sẽ là phần cạnh đáy và chúng ta sẽ gấp đôi lại như thế này. Ở đây mình có vẽ tượng trưng cái sơ đồ ráp, thì các bạn thấy đây là 9 bông hoa đầu tiên và chúng ta sẽ gấp đôi lên, thì một nửa sẽ là bề mặt bên này túi và một nửa là bề mặt bên kia của túi. Sau khi các bạn ráp xong một dây 9 bông hoa để làm đáy thì chúng ta sẽ bắt đầu ráp lên hàng hoa thứ hai. Hàng hoa thứ hai thì phần hoa ở ngoài bìa này, hai bông hoa ở ngoài bìa này, các bạn sẽ phải ráp vào phần hoa ở bên dưới. Ở đây các bạn thấy bông hoa phía trên này sẽ có hai cạnh ở phía trên, ở bên hông, và hai cạnh
ở phía dưới gấp đôi lại và ráp vào phần hoa ở bên dưới này. Nhưng mà phần hoa bên dưới này các bạn thấy ở phần bên này có ba cạnh. Khi chúng ta gấp đôi lại như thế này thì có hai cạnh ở bên trên và một cạnh ở phía dưới này. Vậy làm sao mà chúng ta ráp ở trên hai cạnh mà ở dưới ba cạnh mà chúng ta ráp cho nó cân đối được? Thì các bạn phải chập phần cạnh ở dưới này, hai góc nhọn của phần cạnh ở dưới này các bạn phải chập lại với nhau tạo thành một góc nhọn, và còn lại hai cạnh hai bên chúng ta sẽ ráp với lại bông hoa ở bên trên. Thì cách ráp như sau. Sau khi móc xong hai cánh hoa, chúng ta sẽ bắt đầu ráp. Chúng ta sẽ phải ráp phần cạnh thứ nhất này, rồi ráp phần cạnh thứ hai là ở bên này. Còn cạnh giữa này chúng ta không ráp. Thì cạnh thứ nhất các bạn sẽ ráp vào phần đỉnh phía trên này. Chúng ta cũng ráp tương tự giống như phần hoa trước. Đó là các bạn đâm kim vào trong phần lỗ, lấy sợi len qua và móc lên một mũi bính. Sau đó chúng ta móc hai cánh hoa. Chỉ có cái phần cạnh hoa ở bên hông chỗ đáy này là chúng ta phải ráp như thế này thôi. Còn ở phía trên thì lúc đó đủ các cạnh để ráp rồi thì chúng ta không phải chập cạnh ở dưới lại nữa. Sau khi móc xong hai cánh, chúng ta sẽ ráp phần cạnh bên dưới này. Và các bạn nhớ là chập hai góc nhọn của phần cạnh dưới này vào cùng với nhau để ráp. Và tiếp tục ráp móc thêm hai cánh hoa. Sau đó chúng ta sẽ ráp cạnh cuối cùng là phần đỉnh này. Như vậy là chúng ta sẽ được một bông hoa ở cạnh bên này. Và tiếp tục sẽ ráp những bông hoa tiếp theo với màu tương ứng. Ví dụ, bông hoa bên dưới là màu trắng thì bông hoa tiếp theo cũng là màu trắng để tạo thành những đường chéo như thế này. Và bông hoa này các bạn sẽ phải ráp ba cạnh, đó là một cạnh vào bông hoa phía trước và hai cạnh vào bên dưới. Bông hoa tiếp theo cũng ráp một cạnh vào bông hoa phía trước, hai cạnh vào bông hoa bên dưới, và ráp như vậy cho tới hết. Sau đó chúng ta tiếp tục móc ráp lên những hàng trên. Và sau khi các bạn móc được 5 hàng hoa thì chúng ta sẽ tiếp tục móc phần viền. Sau khi chúng ta móc xong phần hoa ở bên dưới thì bắt đầu móc phần viền ở phía trên. Ở đây mình dùng màu hồng đậm để làm phần viền. Và mình sẽ nối len từ bên hông ở giữa hai bông hoa. Các bạn thấy ở phần cạnh trên này
những bông hoa đã tạo thành những chữ V, thì để tạo thành đường viền thẳng, chúng ta sẽ móc ở trên đỉnh của chữ V là mũi đơn. Sau đó là bên cạnh của chữ V sẽ là mũi nửa kép và mũi kép ở phần bên dưới này. Thì độ dài của các mũi khác nhau sẽ tạo thành một đường thẳng ở bên trên như thế này. Ở bên dưới là mũi kép, ở giữa là mũi nửa kép và phần trên đỉnh là mũi đơn. Chúng ta sẽ móc hai mũi kép ở dưới, hai mũi nửa kép ở giữa và một mũi đơn ở bên trên đỉnh. Sau đó qua bên này chúng ta sẽ móc hai mũi nửa kép ở giữa và hai mũi kép ở phía dưới. Lần lượt như vậy. Đây mình sẽ nối len vào giữa hai bông hoa. Và móc lên 3 mũi bính. Hai mũi bính này mình tính là một mũi kép đầu tiên. Tiếp theo mình sẽ móc thêm một mũi kép là được hai mũi kép. Mình móc hai mũi nửa kép tiếp theo. Lên tới đỉnh mình sẽ móc một mũi đơn. Qua phần bên này mình sẽ móc hai mũi nửa kép. Và hai mũi kép. Tiếp tục qua phần hoa bên này, mình sẽ móc hai mũi kép. Hai mũi nửa kép. Ở phần đỉnh sẽ là một mũi đơn. Tiếp tục hai mũi nửa kép. Và hai mũi kép. Các bạn thấy đã tạo thành một đường thẳng ở bên trên như thế này. Các bạn lặp lại như vậy cho tới hết xung quanh của phần miệng túi. Sau đó chúng ta sẽ móc lên 6 hàng mũi đơn xung quanh miệng túi là đã xong phần viền. Sau khi móc xong 6 hàng mũi đơn thì chúng ta đã hoàn thành xong phần miệng túi. Bây giờ chúng ta sẽ may vải lót và dây kéo. Các bạn sẽ đặt phần túi lên trên phần vải lót. Gấp đôi phần vải lót lại. Và các bạn cắt sao cho phần vải lót bằng với lại bề rộng của túi. Còn bề dài thì sẽ chừa ra mỗi bên một đoạn khoảng 1 tới 2 cm. Sau khi các bạn cắt miếng vải lót bằng với lại độ dài độ rộng của túi như thế này thì các bạn sẽ may ráp hai đường hai bên. Chúng ta sẽ may ráp hai đường hai bên của miếng vải lót cho kín lại.
Sau đó các bạn lộn bề trong ra ngoài. Và các bạn dùng bàn ủi để ủi lấy nếp ở hai cạnh hai bên này. Sau đó chúng ta sẽ lật phần bên trên xuống. Thì phần trên này các bạn sẽ đo phần vải lót vào túi và các bạn gấp phần trên xuống sao cho bằng với lại phần viền miệng túi, và cũng dùng bàn ủi để ủi lấy nếp. Sau khi các bạn ủi lấy nếp xong thì chúng ta sẽ lộn ngược lại. Và gấp phần trên này xuống theo như cái đường mà các bạn đã ủi lấy nếp. Phần bên hông này các bạn gấp sang một bên theo như đường lúc nãy chúng ta đã ủi lấy nếp ở bên này. Phần vải lót này chúng ta sẽ đặt vào bên trong túi. Trước khi đặt vải lót và may vào bên trong túi thì chúng ta sẽ may khóa kéo. Các bạn dùng dây khóa và đặt bề trên, bề phải của dây khóa ở phía trên. Sau đó là các bạn sẽ đặt dây khóa lên trên phần vải lót như thế này. Dùng kim để may cố định phần dây ráp này vào trong dây khóa này vào trong vải lót. Mình sẽ may phần khóa này vào trong vải lót. Thao tác này chỉ là may cố định thôi nha các bạn. Sau khi chúng ta cố định phần dây ráp vào trong vải lót thì sẽ đặt phần vải lót này vào bên trong túi. Sau đó chúng ta sẽ may phần vải lót vào phần viền túi. Các bạn có thể cố định phần vải lót này vào trong phần túi trước khi may. Khi may thì chúng ta sẽ dùng chỉ cùng màu với lại phần viền túi. Nếu như các bạn không có chỉ cùng màu thì chúng ta sẽ tách sợi len ra. Sợi len thì thường được tạo bởi những sợi nhỏ, thì các bạn sẽ tách lấy một sợi nhỏ trong phần len ra để chúng ta may ráp phần khóa này.
Chúng ta sẽ may cả phần vải lót, cả phần khóa kéo vào trong phần viền của túi. Các bạn cứ may như vậy cho đến hết phần khóa này. Sau khi may ráp xong thì các bạn sẽ gỡ phần sợi chỉ lúc nãy chúng ta may cố định cái phần dây khóa và phần vải lót. Các bạn gỡ sợi đó ra là các bạn đã hoàn thành xong. Chúc các bạn thành công.